người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Đây là bài viết "Có phải công tác quản trị đang bị đánh giá quá thấp" của tác giả Chuê. Trong các chương trình MBA, sinh viên được học rằng các công ty không thể cạnh tranh dựa trên khả năng quản trị nội bộ vì đây là một yếu tố dễ bắt chước. Hiệu quả vận hành, làm tương tự như đối thủ nhưng năng suất hơn, không phải là con đường cạnh tranh bền vững trên thương trường. Có một vài ý kiến cho rằng, để dẫn đầu, một công ty phải tìm ra chiến lược riêng của mình bằng cách tạo ra sự khác biệt so với đối thủ. Việc tìm ra chiến lược để đi chính là phần việc của các lãnh đạo cấp cao. Còn những công việc chi tiết khác liên quan tới công tác quản lý và thực thi kế hoạch là các quản lý cấp trung và cấp thấp hơn. Michael Porter đã phân biệt rất rõ ràng sự khác biệt giữa chiến lược và hiệu quả hoạt động trong bài báo HBR mang tên Chiến lược là gì? Năm 1996. Có thể nói những phân tích về vai trò của chiến lược và các chiến lược gia trong bài báo này đã tạo ra những ảnh hưởng lớn lên giới kinh doanh. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi lại cho thấy rằng năng lực quản lý cũng quan trọng không kém và khó bắt chước hơn những gì Porter lập luận. Nếu nhìn vào dữ liệu, bạn có thể thấy rằng các hoạt động quản lý cần được chú trọng có những khác biệt rõ ràng về khả năng thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như đặt mục tiêu, phát triển nhân tài giữa các doanh nghiệp và những công ty với quy trình quản lý tốt thường có hiệu suất làm việc, khả năng sinh lợi nhuận, khả năng tăng trưởng và tồn tại cao hơn đáng kể. Ngoài ra, sự khác biệt về chất lượng quản trị và hiệu suất tương đương với các công ty cũng có xu hướng tồn tại trong một thời gian dài. Thực tế này cho thấy, mô hình quản trị hiệu quả không dễ bị sao chép. Không ai đánh giá khả năng vận hành hiệu quả của một doanh nghiệp là không quan trọng, nhưng chúng ta vẫn cần phải nhấn mạnh rằng đây là một yếu tố thiết yếu để bổ sung cho chiến lược kinh doanh, và điều này đang trở nên đúng hơn bao giờ hết. Suy cho cùng, nếu một doanh nghiệp không thể vận hành tốt từ những điều cơ bản nhất, nó không thể hoạt động cho dù chiến lược có xuất sắc thế nào. Ngược lại, với kỹ năng quản trị cơ bản tốt, công ty hoàn toàn có thể phát triển dựa trên nền tảng này, đồng thời bổ sung dần những kỹ năng phức tạp hơn như phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định có cơ sở, phối hợp giữa các phòng ban, kỹ năng cần thiết để thành công trong những ngành nghề nhiều biến động. Tuy nhiên, cải thiện năng lực quản lý không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Để làm được điều này, công ty cần đầu tư đáng kể vào con người và quy trình xuyên suốt những năm tháng thăng trầm trong hoạt động. Những khoản đầu tư này chính là rào cản khiến đối thủ không dễ gì bắt chước. Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét các kết quả nghiên cứu trước khi thảo luận về những trở ngại khiến các giám đốc điều hành không sẵn sàng dành ra đủ nguồn lực để cải thiện kỹ năng và công tác quản lý. Xuyên suốt bài viết, chúng tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy khoản đầu tư vào hoạt động quản trị là phương pháp chắc chắn và lâu dài để nâng cao vị thế cạnh tranh. Nếu thế giới thực sự bước vào giai đoạn tăng trưởng với năng suất thấp, thì theo Robert Gordon và nhiều người khác lập luận, việc tập trung đầu tư vào khả năng quản lý có thể là con đường tốt nhất đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng ảm đạm về mặt hiệu suất và doanh thu. Nghiên cứu. Trong thế kỷ qua, nhiều học giả đã nghiên cứu rất nhiều, rất kỹ về sức ảnh hưởng của hoạt động quản lý tới hiệu suất của công ty. Những nhà nghiên cứu như Kim Clark, Bob Hayes hay David Garvin đã ghi nhận sự khác biệt cho các nhà máy, ngành công nghiệp và công ty. Tuy nhiên, vấn đề thiếu dữ liệu từ những ngành công nghiệp, doanh nghiệp và quốc gia đã cản trở nghiên cứu thống kê các mô hình quản trị thực tiễn. Trong thập kỷ qua, chúng tôi đã phát triển nhiều cách khác nhau để đo lường tính chính xác của các hoạt động quản lý. Giờ đây chúng tôi có thể chứng minh rằng việc áp dụng quy trình quản lý của doanh nghiệp chiếm một vai trò không nhỏ trong chỉ số hiệu suất giữa các công ty và quốc gia. Như đã đề cập trong các bài viết trước đây trên HBR, năm 2002, chúng tôi đã bắt đầu một cuộc nghiên cứu sâu về cách tổ chức, doanh nghiệp ở 34 quốc gia áp dụng hoặc không mô trình quản trị cốt lõi dựa trên một công cụ khảo sát được phát triển bởi John Dowdy và Stephen Dorgan tại McKinney. Chúng tôi đánh giá các công ty qua cách họ áp dụng 18 kỹ năng quản trị cơ bản trong 4 lĩnh vực: quản lý hoạt động, giám sát hiệu suất, thiết lập mục tiêu và quản lý tài năng. Ở mức thấp, mô hình dao động từ không tồn tại đến được áp dụng một cách yếu kém. Ví dụ, giám sát hiệu suất thông qua các thước đo không trực tiếp ảnh hưởng tới việc đạt được các mục tiêu kinh doanh chung. Còn ở mức cao, mô hình cũng phức tạp hơn.
giám sát hiệu suất bằng cách liên tục theo dõi và truyền đạt các số liệu, cả chính thức và không chính thức, cho tất cả nhân viên và bằng một loạt công cụ trực quan. Mục tiêu của chúng tôi là thu thập dữ liệu đáng tin cậy để có thể so sánh tổng quát giữa các công ty và có một mẫu đủ lớn đại diện các doanh nghiệp trên thế giới. Để làm được điều đó, chúng tôi cần phải tự mình quản lý việc thu thập dữ liệu. Chúng tôi đã làm được điều này với sự giúp đỡ của một nhóm lớn từ Trung tâm Hiệu suất Kinh tế tại Trường Kinh tế London. Đến nay, nhóm đã phỏng vấn các nhà quản lý từ hơn 12.000 công ty về mô hình quản lý của họ. Trên cơ sở thông tin thu thập được, chúng tôi đánh giá mọi tổ chức trên từng mô hình quản lý thực tiễn sử dụng thang điểm từ 1 đến 5. Trong đó, điểm số cao hơn cho thấy việc áp dụng triệt để hơn. Sau đó, những xếp hạng trên sẽ được tính trung bình để cho ra số điểm quản lý chung cho mỗi công ty. Sau khi tổng hợp dữ liệu, chúng tôi phát hiện hai điều. Thứ nhất, vận hành hiệu quả vẫn là thử thách lớn với nhiều tổ chức. Thậm chí ngay cả những công ty có hiểu biết đầy đủ và cấu trúc rõ ràng cũng đều gặp khó khăn trong mục tiêu này. Điều này đúng với nhiều quốc gia và ngành nghề, bất chấp rằng nhiều quy trình quản lý mà chúng tôi nghiên cứu đã rất nổi tiếng. Phổ điểm quản lý giữa các công ty tương đối rộng, khác biệt giữa các quốc gia là rất rõ ràng, nhưng phần lớn khác biệt, khoảng 60%, lại thực sự nằm trong mỗi quốc gia. Sự khác biệt cũng đáng kể ngay cả trong những đất nước giàu có như Hoa Kỳ. Trong toàn bộ mẫu, chúng tôi thấy rằng 11% doanh nghiệp có điểm trung bình từ 2 trở xuống. Đây là những doanh nghiệp yếu kém trong khâu giám sát. Họ gần như không cố gắng xác định và khắc phục được các sự cố trong tổ chức, không đạt mục tiêu cho nhân viên. Họ quyết định con đường thăng tiến và lương thưởng của nhân viên dựa trên thâm niên hoặc mối quan hệ. Ở đầu còn lại của mẫu, chúng tôi nhận diện được các siêu sao với mô hình quản lý hoàn hảo trong tất cả các quốc gia được khảo sát. 6% công ty trong mẫu có điểm trung bình từ 4 trở lên. Nói cách khác, họ giám sát hiệu suất rất nghiêm túc. Họ xây dựng hệ thống tối ưu hóa luồng thông tin trao đổi trong và giữa các bộ phận. Họ cũng có các chương trình được cập nhật và cải thiện không ngừng nhằm hỗ trợ các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Cũng biết áp dụng hệ thống đánh giá để khen thưởng những nhân viên làm việc tốt và giúp đỡ những người kém hơn cải thiện năng suất. Chất lượng vận hành vẫn là một thử thách lớn đối với nhiều công ty. Bằng cách phỏng vấn một số công ty nhiều lần trong suốt thập kỷ qua, chúng tôi nhận ra những khác biệt lớn trong cách họ áp dụng các phương thức quản lý thường kéo dài. Điều này không hề ngạc nhiên. Theo ước tính của chúng tôi, chi phí liên quan đến việc cải thiện công tác quản lý về mặt cơ bản cũng cao không kém chi phí cho các hạng mục cần nhiều vốn đầu tư như mặt bằng hay thiết bị. Một trong số những phát hiện của chúng tôi có thể khiến độc giả ngạc nhiên. Những khác biệt này cũng xuất hiện trong chính các công ty. Một dự án được thực hiện với Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ chỉ ra rằng khác biệt trong cách mỗi công ty quản lý chính các nhà máy khác nhau của họ chiếm khoảng 1/3 tổng số khác biệt về công tác quản lý ghi nhận được ở tất cả các nhà máy hoạt động trên cả nước. Điều này đặc biệt đúng trong các công ty lớn, nơi các hoạt động có thể khác nhau giữa rất nhiều nhà máy, bộ phận và khu vực. Ngay cả những công ty lớn nhất và thành công nhất cũng thường không thể áp dụng được mô hình tốt nhất trong toàn bộ tổ chức. Một số bộ phận sẽ được quản lý hiệu quả, trong khi các bộ phận khác lại gặp ít nhiều khó khăn. Phát hiện quan trọng thứ hai của chúng tôi là những lỗ hổng lớn và liên tục trong các công tác quản lý cơ bản giữa các công ty có liên quan chặt chẽ đến những khác biệt lớn và liên tục trong hiệu suất của chúng. Như đã từng đề cập, dữ liệu chỉ ra các công ty được quản lý tốt hơn, có lợi nhuận cao hơn, tăng trưởng nhanh hơn và ít có khả năng phá sản. Trên thực tế, việc chuyển một công ty trong top 10% tệ nhất lên top 10% tốt nhất trong công tác quản lý tương đương với tạo ra 15 triệu đô la tăng trưởng lợi nhuận, đẩy nhanh tăng trưởng hàng năm lên 25% và đạt được năng suất cao hơn 75%. Các công ty được quản lý tốt hơn cũng chi gấp 10 lần cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, đồng thời tăng số bằng sáng chế của họ lên gấp 10 lần. Thực tế này cho thấy rằng họ không hy sinh khả năng đổi mới, sáng tạo để đạt hiệu quả. Những công ty này cũng thu hút nhiều nhân viên tài năng hơn và chăm sóc người lao động tốt hơn. Tất cả những đặc điểm này đều rất rõ ràng mọi quốc gia và ngành công nghiệp. Nhưng những kết luận thực tiễn này lại đặt ra câu hỏi lớn. Nếu lợi ích của các hoạt động quản lý tới các doanh nghiệp lớn như vậy, tại sao các công ty lại không tập trung vào việc phát triển và cải thiện chúng? Ngoài ra, một vấn đề thực tiễn hơn mà chúng tôi có thể đề cập ở cuối bài viết chính là các giám đốc điều hành, các trường kinh doanh và các nhà hoạch định chính sách có thể rút ra được bài học gì từ nghiên cứu này. Điều gì tạo nên sự khác biệt?
Một số khác biệt trong công tác quản lý được sinh ra bởi các yếu tố bên ngoài. Đầu tiên là mức độ cạnh tranh, yếu tố tạo ra động lực mạnh mẽ để các công ty cải thiện năng suất, đồng thời giết chết các công ty với quy trình quản lý tệ. Các quy định lao động cũng có vai trò nhất định khi chúng có thể khiến việc trao thưởng cho nhân viên dựa trên hiệu quả công việc trở nên khó khăn hơn. Ngược lại, trong nhiều trường hợp, chúng ta lại thúc đẩy việc đào tạo nhân viên hoặc có những hỗ trợ nhất định cho các công ty ưu tiên phát triển năng lực quản lý. Chúng tôi cũng thấy rằng sự thiếu nhất quán trong quản lý thường đến từ những điểm mù và thiếu sót của các công ty. Dưới đây là những yếu tố tiêu biểu cản trở công ty áp dụng các biện pháp quản lý cần thiết. Nhận thức lệch lạc. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng một số lượng đáng ngạc nhiên các nhà quản lý không hề đánh giá khách quan rằng hiệu quả quản lý ở công ty họ kém hay tốt đến thế nào. Thành kiến kiểu này cũng thường gặp trong nhiều hoàn cảnh khác, ví dụ 70% sinh viên, 80% lái xe và 90% giảng viên đại học tự đánh giá họ trên mức trung bình. Cùng xem xét điểm trung bình mà chúng tôi nhận được cho câu hỏi, trên thang điểm từ 1 đến 10, công ty của bạn được quản lý tốt như thế nào? Mà chúng tôi từng hỏi người quản lý khi kết thúc phỏng vấn khảo sát, hầu hết các nhà quản lý đều đánh giá rất tích cực về khâu vận hành của công ty họ. Thật vậy, điểm số tự chấm trung bình là 7. Hơn nữa, chúng tôi không có mối tương quan nào giữa chất lượng quản lý và chất lượng thực tế, được biểu thị bằng cả điểm số quản lý của công ty và hiệu suất của công ty họ, cho thấy việc tự đánh giá là một sự ảo tưởng. Khoảng cách này rất có vấn đề, bởi nó ngụ ý rằng ngay cả những người quản lý thực sự cần cải thiện kỹ năng thường không chủ động học hỏi vì vô thức tin mù quáng rằng họ đã làm rất tốt. Trong một biến thể của vấn đề này, các nhà quản lý có thể ước tính chi phí quá cao để áp dụng mô hình mới hoặc ước tính quá thấp mức độ khác biệt mà họ có thể tạo nên. Đây là tình huống chúng tôi gặp phải khi tiến hành một cuộc thử nghiệm thực tế với 28 nhà sản xuất dệt may của Ấn Độ. Một dự án của Ngân hàng Thế giới Stanford thuê Accenture để cải thiện phương thức quản lý của họ. Nhưng những đề xuất cải tiến như hệ thống kiểm soát chất lượng, chế độ thưởng nhân viên và kế hoạch sản xuất đều không được thực hiện vì họ còn hoài nghi về lợi ích mang lại. Các chuyên gia tư vấn cố gắng giới thiệu các phương pháp đạt tiêu chuẩn ở hầu hết các nhà máy ở Hoa Kỳ hay Nhật Bản nhưng luôn bị từ chối vì mô hình đó sẽ không có tác dụng với công ty chúng tôi hay chúng tôi sẽ tự làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, đối với các công ty đã áp dụng phương pháp trên, hiệu suất đã thực sự được cải thiện. Vấn đề về nhận thức rất khó giải quyết, nhưng không phải là không thể. Điều quan trọng nhất là cần phải cải thiện chất lượng nguồn thông tin cho nhà quản lý, để họ có cái nhìn khách quan trong việc đánh giá hiệu suất công ty. Khảo sát của chúng tôi cho thấy, các số liệu tự báo cáo chỉ là những số gây nhiễu thông tin nhất. Chúng không chỉ ra được tình hình thực tại của công ty. Có nhiều lý do giải thích cho điều này. Một vấn đề phổ biến là nhân viên không lên tiếng khi nhận diện vấn đề vì sợ bị đổ lỗi cho những gì họ đã làm chứng. Chỉ một điều đơn giản đó cũng đã khiến các nhà quản lý bị mất đi thông tin cần thiết trong quá trình đi tìm lỗ hổng của công ty. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các nhà quản lý có thể giải quyết vấn đề này bằng cách chủ động tạo ra các cơ hội cho các cuộc thảo luận với các nhân viên một cách thẳng thắn và thoải mái mà không quy trách nhiệm. Đó là cách tiếp cận của Danaher. Một tập đoàn lớn của Hoa Kỳ được biết đến với việc áp dụng không ngừng và hiệu quả bộ công cụ Danaher Business System, DBS, của các quy trình quản lý được mô hình hóa trên hệ thống sản xuất Toyota trên nhiều công ty con. Danaher thường chủ động xây dựng quan hệ với công ty con mới mua thông qua một số các tương tác thực tế có kế hoạch giữa các nhà quản lý cấp cao của Danaher và các giám đốc điều hành các công ty con. Điều này thách thức người quản lý các công ty con tìm ra các lỗ hổng quản lý có nguy cơ kìm hãm bước phát triển của công ty. Những người tham gia vào các cuộc đối thoại mở này, đặc biệt là những người đã có thâm niên trong ngành, gọi đó là những trải nghiệm mở mang tầm mắt và thay đổi hoàn toàn thái độ của họ đối với các quy trình quản lý cốt lõi. Cơ cấu quản trị. Trong nhiều trường hợp khác nhau, các nhà quản lý có thể nhận thức đầy đủ về nhu cầu cải thiện quy trình quản lý, nhưng sẽ lại bỏ qua vì e ngại sự thay đổi có thể cản trở một số mục đích cá nhân. Vấn đề này đặc biệt phổ biến ở các công ty gia đình sở hữu và điều hành. Như bảng, các công ty điều hành bởi gia đình có xu hướng quản lý kém hơn, ngay cả khi chúng tôi chia dữ liệu theo quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động và quốc gia, thì các doanh nghiệp do gia đình điều hành vẫn có điểm số quản lý trung bình thấp nhất.
Vì sao các công ty gia đình ít khi áp dụng các quy trình quản lý triệt để? Một nguyên nhân mà nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra là việc áp dụng có thể khiến quyền lợi cá nhân của các thành viên trong gia đình giảm đáng kể vì những mô hình mới có thể yêu cầu tuyển dụng hoặc ủy quyền cho nhân sự bên ngoài. Trên thực tế, chúng tôi thấy rằng điểm số quản lý cao hơn có xu hướng đi đôi với quyền quyết định phi tập trung hơn. Một số lượng lớn các nhà quản lý không thể đánh giá khách quan về hiệu quả hoạt động của công ty họ. Một ví dụ về điều này là Gokadat Export, một doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình thành lập năm 1979, đã phát triển thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất Ấn Độ năm 2004. Gokadat là một công ty rất thành công với 30.000 công nhân, trị giá khoảng 215 triệu đô la và sản xuất gần 90% sản phẩm gia công. Yahamadas Hinduya, nhà sáng lập, đã trao quyền quản lý công ty cho 3 người con trai. Mỗi người đều đưa con trai của mình vào làm việc tại nhà máy. Nike, một khách hàng lớn, muốn Gokadas giới thiệu các phương thức quản lý tinh gọn. Họ kết nối công ty với các chuyên gia tư vấn có thể giúp họ thực hiện điều đó. Tuy nhiên, CEO không đồng ý, phải đến khi tận mắt chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ Bangladesh, cùng với rất nhiều chuyến tham quan các công ty khắp châu Á và Hoa Kỳ để đánh giá hiệu suất quy trình sản xuất tinh gọn và cuối cùng là sự can thiệp của các thành viên trong gia đình. Một trong số họ đã học lớp kinh doanh của chúng tôi, thì CEO mới chấp nhận việc thay đổi. Những bài tập phản tư có thể giúp CEO các gia đình làm rõ họ coi trọng lợi ích lâu dài cho công ty hay là việc mình làm chủ, ngay cả khi thành công có nghĩa là chia sẻ vinh quang với các nhà quản lý khác. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đánh giá thẳng thắn về mục tiêu ưu tiên là rất quan trọng. Quản lý thường không được nhận thức rằng lòng ham kiểm soát của họ có thể kìm hãm sự phát triển và thành công của công ty. Ngoài ra, các giám đốc điều hành gia đình, đặc biệt là chủ sở hữu, nên hiểu rằng việc giới thiệu mô hình quản lý mới trong công ty không đồng nghĩa với việc mất kiểm soát, khả năng cao là họ sẽ nắm giữ được một vai trò mới và không nhất thiết phải có ít trách nhiệm hơn. Thật dại dột nếu bạn dạy các nhà lãnh đạo rằng chiến lược và quản lý cơ bản là không liên quan đến nhau. Đó là những gì xảy ra tại Moleskine, công ty có trụ sở tại Milan, Ý, thành lập năm 1997 bởi 3 người bạn. Moleskine đã từ một nhà sản xuất sổ tay quy mô nhỏ trở thành hãng đầu tiên trên thị trường trong một vài năm. Thành công của nó tạo ra một vấn đề nan giải cho những người sáng lập. Mặc dù rõ ràng công ty có tiềm năng to lớn để phát triển hơn nữa, họ cũng nhận ra nhu cầu cấp thiết phải chuyên nghiệp hóa hoạt động. Những người sáng lập đã tìm kiếm một công ty tư nhân để có thể cung cấp vốn và chuyên môn cần thiết, cũng như giúp họ tìm được một CEO mới. Cuối cùng họ đã chọn Sinstagra Capital với giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm Arrigo Berni, người từng giữ vai trò lãnh đạo tại các công ty gia đình chuyên sản xuất các sản phẩm xa xỉ. Berni mang đến sự kỷ luật trong chiến lược phát triển và vận hành, đồng thời thảo ra vai trò của những người sáng lập để họ có thể tận dụng tối đa chuyên môn thương mại và thiết kế của mình. Nhờ có sự hợp tác thành công này và một thương vụ IPO năm 2013, Moleskine đã có thể tăng cường lợi thế cạnh tranh và phát triển các cơ hội tăng trưởng mới trên toàn cầu. Thiếu hụt kỹ năng. Để áp dụng mô hình quản lý tốt, đòi hỏi một kỹ năng nhất định như kỹ năng về số liệu và phân tích, mà có thể trong công ty rất ít người làm được, đặc biệt là với các công ty ở các nền kinh tế mới nổi. Thật vậy, dữ liệu của chúng tôi cho thấy điểm số quản lý trung bình cao hơn đáng kể tại các công ty có nhân viên từng được đào tạo trong ngành giáo dục tốt hơn. Việc đặt địa điểm công ty gần một trường đại học cũng ảnh hưởng mật thiết và tích cực tới điểm số quản lý. Có vẻ hiệu suất vượt trội là yếu tố có thể đạt được khi nhân viên được tiếp cận với các khóa đào tạo quản lý ở gần công sở. Ở một mức độ nào đó, mặc dù bộ kỹ năng sẵn có mà công ty thường được định hình bởi bối cảnh cụ thể, các nhà quản lý vẫn có thể có những đóng góp lớn bằng cách xác định được độ quan trọng của các kỹ năng cơ bản và tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên. Cơ cấu và văn hóa tổ chức. Ngay cả khi các nhà quản lý cấp cao nhận thức được chính xác những gì cần phải làm, có động lực thay đổi và có các kỹ năng cần thiết thì việc áp dụng quy trình quản lý cốt lõi vẫn có thể là một thách thức. Một trường hợp cụ thể là Videojet, một công ty con được Danaher mua lại. Năm 2005, Videojet đã đưa ra một sáng kiến nội bộ mới, yêu cầu các nhóm kỹ thuật và bán hàng hợp tác phát triển một máy in công nghệ mới. Các giám đốc điều hành của Videojet quyết định sử dụng quy trình quản lý DBS mà đến thời điểm đó hầu như chỉ được sử dụng trong sản xuất để hệ thống hóa việc kiểm tra và giải quyết vấn đề thường xuyên giữa hai nhóm.
Không may, các kỹ sư và nhân viên kinh doanh đã có sự phân chia từ trước, đồng thời với việc các tương tác có cấu trúc, vốn có hiệu quả trong việc thúc đẩy cải tiến liên tục trong sản xuất, trở thành một cuộc họp chiếu lệ. Ví dụ, ngay trước khi ra mắt, một thành viên của nhóm kinh doanh đã bày tỏ quan ngại vì một khía cạnh kỹ thuật của máy in mới mà theo anh có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sự thành công của sản phẩm. Các quy trình DBS được giới thiệu để giúp các nhóm xác định và giải quyết chính xác những quan ngại này. Trong trường hợp này, các nhân viên được khuyến khích dừng ở dây chuyền sản xuất ngay lập tức để đánh dấu các vấn đề về chất lượng, từ đó tách riêng và khắc phục sản phẩm lỗi. Trên thực tế, phản hồi này đã bị các thành viên trong nhóm sản xuất coi như là một ý kiến phá đám, không mang tính xây dựng và bỏ qua. Ngay sau đó, họ bắt đầu tung sản phẩm máy in này ra thị trường và nhanh chóng nhận được sự thất vọng từ thị trường, như một khẳng định cho những mức độ nghiêm trọng của các vấn đề mà nhân viên kinh doanh nọ đã nêu ra. Nhờ kinh nghiệm này, các quản lý của Videojet đã hiểu rằng họ cần phải tỉnh táo hơn trong việc khuyến khích tương tác giữa các nhóm chuyên môn khác nhau cho công ty. Họ tiếp tục sử dụng các công cụ DBS cũng như cam kết duy trì tương tác lâu hơn và thường xuyên hơn giữa các kỹ sư và nhân viên kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển sản phẩm. Lần này, Videojet đã đưa ra mẫu máy in mới rất thành công chỉ vài năm sau sản phẩm đầu thất bại, từ đó cũng trở thành một ví dụ điển hình thành công khi sử dụng công cụ DBS để phát triển sản phẩm. Đôi khi các công ty lớn không thích sự thay đổi. Susan Harper và Rebecca Henderson đã kể cho chúng tôi một trường hợp thú vị về những khó khăn mà GM gặp phải khi triển khai hệ thống sản xuất Toyota trong những năm 1980 và 1990. Ngay cả khi đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gắt, GM cũng khó có thể áp dụng các phương pháp quản lý ưu việt của Toyota, chủ yếu là do mối quan hệ trắc trở giữa họ và các nhà cung cấp với công nhân. Chẳng hạn, nhân viên nghĩ rằng bất kỳ sự cải thiện năng suất nào đạt được từ thay đổi sẽ chỉ dẫn đến việc cắt giảm nhân sự và nhìn chung sẽ khiến họ phải chịu nhiều áp lực hơn. Sự nghi ngờ này đã ngăn cản GM đàm phán và có được những sắp xếp cần thiết để đưa các hoạt động quản lý mới vào công ty, ví dụ như phân chia team và cùng giải quyết vấn đề. Kinh nghiệm về Videojet và GM làm sáng tỏ một vấn đề cơ bản. Các hoạt động quản lý thường dựa trên một sự thấu hiểu chung, đầy sự phức tạp được chia sẻ bởi các nhân viên trong công ty. Nếu không thể khuyến khích sự thấu hiểu này, những nỗ lực của các nhà quản lý có năng lực và thiện chí nhất cũng đổ sông đổ bể. Mặt khác, một khi đã có sự thấu hiểu nội bộ thì các đối thủ cạnh tranh khó có thể đạo nhái được những gì công ty đang làm được. Một câu hỏi mà các nhà quản lý phải đối mặt là làm thế nào để tạo ra sự thấu hiểu chung. Việc thay đổi động lực từng cá nhân dường như là không hiệu quả vì việc áp dụng các quy trình mới thường đòi hỏi sự hợp tác của những nhóm khác nhau và rất khó có thể chia thưởng cho từng nhân viên. Hơn nữa, việc áp dụng rất khó khăn để đo lường, vì vậy sẽ rất khó khăn để gán một phần thưởng cá nhân cho việc thực thi một hoạt động nhất định. Theo như các nhà kinh tế học tổ chức thì các giải pháp giao kèo hầu như không hiệu quả trong những tình huống này. Nhưng các nhà quản lý có một vũ khí khác, tùy nghi sử dụng theo ý mình, mà theo kinh nghiệm của chúng tôi có thể đem lại hiệu quả cao hơn, đó chính là sự hiện diện của chính họ. Những câu chuyện áp dụng thay đổi thành công mà chúng tôi đã gặp trong nghiên cứu thường diễn ra trong các tổ chức, nơi mà những người nắm chức vụ cao bắn tín hiệu về tầm quan trọng của thay đổi trong quản lý bằng cách tham gia trực tiếp, liên tục đối thoại, củng cố thông điệp và liên tục xuất hiện. Việc nói đi đôi với làm cực kỳ quan trọng và có thể ảnh hưởng không nhỏ tới tỷ lệ thành công của các sáng kiến thay đổi. Một dự án nghiên cứu về quy mô mối quan hệ giữa hoạt động quản lý và hành vi CEO mà Rafaela thực hiện với một nhóm nghiên cứu sinh khác tại Trường Kinh tế London và Đại học Columbia đã chứng minh điều này. Sau khi vất vả mã hóa lịch biểu của hơn 1.200 CEO của các công ty sản xuất ở 6 quốc gia, họ thấy rằng chất lượng quản lý cao hơn đáng kể ở các tổ chức mà các CEO dành nhiều thời gian của họ cho nhân viên hơn là các mối quan hệ bên ngoài. Mặc dù các hoạt động quản lý cốt lõi có vẻ đơn giản, nhưng thường dựa vào một khoản đầu tư phi công nghệ, chúng tôi không hoạt động như một chiếc công tắc đèn có thể bật và tắt theo ý muốn. Các nhà hoạt động đòi hỏi sự cam kết sâu sắc từ cấp cao, sự hiểu biết về mọi loại kỹ năng cần thiết để áp dụng và cuối cùng là một sự thay đổi mang tính nền tảng trong tâm lý ở tất cả các cấp của tổ chức. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pinknut. See ya!